mời mọi người ăn dùm với mẹ con mình nha. Đây là con ếch. Cái suất ăn này là 219.000 tiền Việt, là không bao nước nữa cả nhà. Đây. Đây con cá nữa nè cả nhà. Cái này ăn xong rồi có súp nữa nha cả nhà. Đây là hào nướng. Nó ăn hết kìa. Có chanh đó Quỳnh. Quỳnh có chanh đó. Hôm nay tắt mạng nha. Xin tất chết sự. Mà còn chú anh chị và các bạn ăn bắt phê với mẹ con mình nha. Đây là một cái về thành phố của Nha Trang. Mà nó là Winmer cả nhà. Chỗ khu du lịch. Trước mặt là tháp Trầm Hương. Đây là con đường Trầm Phú. Cái đó là con đường Trầm Phú mà đường này đường gì nữa. Nếu mình quên coi như cả nhà. Nó gần đường Trần Phú. Chỗ khách Trầm Hương đó là đường Trần Phú. Còn phía trong này là không biết đường gì này. Mình cũng quên coi. Mà các bạn nha. Đây là các ba sao. Bức phê bà bức khiêu mà có 290.000. Ủa 219.000. Có bò luôn. Nhiều thịt. Suất ăn như 219.000. Để vô cho nó chín. Mình để vô cho nó nóng, cho nó chín để sợ thịt sống dính thịt sống.
xong mà cứ ăn lẩu nữa, cho nên con muốn nhanh nhanh ăn lẩu. Đợi sẽ ăn lẩu rồi nâu. Nhà hàng to lắm nhưng mà ít khách. Đồ ăn nhiều quá, sợ ăn hết nữa nè. Ăn hết để mang về nhà, biết được mang về không. Bánh này ăn hồi đau họng. Sausage. Vậy xin mời mọi người uống. Xin ta chia hơn. Đã ngon lắm cả nhà. Xin mời cả nhà. Mẹ sausage. Có loại cà tím. Cà tím cho nên nó giỏ nó ra.
À, quà không hết đâu cả nhà. Nhìn cảnh ở ngoài đẹp không? Xíu no vậy. Mày đấy đi đi rồi khi nào con ăn. Thịt ta ăn gì nhé. Con đường ngoài Trần Phú á, nhìn nó vui. Chút nữa mình đi ra ngoài
tránh cái nhà, tránh đặc biệt không cái nhà. Mình ăn thịt ít lắm cả nhà, lâu lâu mới ăn thịt nhiều. Ăn này có nguyên một con ếch. Xin mời. Cánh trắng vô không nhé. Mời các bạn chị thấy các chị. Mời có chú anh chú và anh chị và các bạn nha. Dùng bữa với mẹ con mình. Đây là bò này cả nhà. Bún sốt chua ngọt. Tiệm vắng, tiệm này 24/24. Phần ăn 219.000 một người. Ở đây là trong Greencom Plaza trên lầu 4 đó nha. Mm.
dai quá. Cái này không có địa chỉ à? Không có địa chỉ hết trơn. Không có địa chỉ. Nhiều đồ ăn quá, sao ăn hết mà 500 anh em chưa ăn ở với mẹ con mình. Ăn hoài ăn hết rồi. Nha Trang thời tiết mát mẻ, hai ngày trước có mưa lạnh lắm, mưa gió lạnh lắm mấy ngày, bữa nay bớt luôn, không có gió mà ít gió nên mát lắm, khí hậu mát mẻ. Kêu mình ăn đồ Japan food lắm chị, mà đầy quá đầy, ăn nhiều thịt quá, ăn không hết, chắc hôm mình phải mang về quá. Thường nha, hay về nhà cái cũng có ăn,
Bạn ngán thịt cũng tình. Quỳnh cũng ngán thịt. Hai mẹ con ăn 500 mấy. Hai trăm vài khoảng từ 15 đô phiên một người ở cái nhà. Khoảng từ 16 đô phiên. Kinh chí đó không? Mà thèm ăn đồ đồng. Thèm ăn cá đồng đó nha. Nha Trang này hải sản nhiều. Siêu thị có bán. Bán đồ hải sản với bán gà, bán thịt heo rồi bán cá biển nhiều. Có cá hào điêu hồng cũng có. Nhưng mà không có bán cá nằm quê. Chị ra chợ lâu lâu mới thấy người bán. Ra chợ bán đồ hải sản nhiều. Không ngày cũng chưa rảnh đi chợ luôn á. Về không ngày cả tuần rồi đó. Không có thời gian mà đi. Bé lạnh nó làm biến ra đường. Thời tiết lạnh nó cũng làm biến ra. Gió hù 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 nè. Chí lạnh lắm. Khách du lịch là qua đây ăn thì nhiều. Nói em trai nói có ngoài tới hồ luôn. Mấy giờ Quỳnh? Baby mấy giờ? Giờ tới hồ vô. Trời ơi. Mới có 4 giờ 4 mấy phút mà nhìn thấy tới hồ. Ở Nha Trang thì mau tối lắm cả nhà. Ai xài sư tiền sư sư phân cho Nha Trang Việt Nam City. Các bạn hình ảnh ở trên thiên sĩ ăn ăn đứng lừng thiên sĩ đứng lừng lén lén. Thế tôi là chưa nghe thì tôi đến thấy sư tu khai đi. Chúng ta sẽ bước về này. Chúng ta sẽ sư thầy dẫn thầy đây. Mong mà mình sẽ thêm tuần lễ nữa mình đi về Việt Nam. Ở đi về Singapore này. Nên dắt bé đi ăn. Bên đây mình lấy bữa nay đi lại ăn quán năm chục tiền. Xong rồi bé đi. Mình đi dài dài mình giới thiệu món Nhật. Lên con kêu bắt đầu lại đây ăn năm chục tiền. Buffet của Korean.
về đây ăn nhỏ ăn không mà không có làm gì á, chắc mập quá. Tới về, tới ngày về Singapore mập mập ú ù. Hả Quỳnh, Quỳnh này, về đây mẹ ăn quậy mà mập phết phết. Ngon lắm cả nhà. Thôi chứ ăn không nhiều. Hôm bữa ăn cơm, hôm bữa đi lại ăn cơm sườn của anh Bảo Trung, hai mẹ con ăn 150 mấy ngàn. Mà no lắm, dĩa cơm 50 mấy ngàn, 60 mấy ngàn. Cái này chất phước. Ấy này đâu phải chất phước. Cái gì Quỳnh? Cái này là nước gì Quỳnh? Hả? Passion food. Ừ. Passion food. Ăn thịt ngán uống chua chua. Uống mấy món đồ chua chua không? Thịt là giỏi đó nha. Nói đèn. Nói giờ mới có đèn. Nói vậy ăn trong thầm lặng có hù. Nhà mới có đèn. Thôi tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc sau. Bye bye. Mình bye bye đi Quỳnh. Quỳnh bye bye cô chú. Say bye bye. Bye. Con Mỹ nằm biến nói chuyện. Tạm biệt mọi người.